Đây là sự tiện lợi của ngày nay Nhưng mà nó Cũng có tác dụng mặt trái Tác dụng mặt trái là gì? Là tăng trưởng phiền não Sự tiến bộ của khoa học ngày nay Dù hoặc bạn Đã dẫn khởi ra tất cả những tham sân si mạng có ở trong a lại Gia thức của bạn chiêu trò mới của khoa học rất nhiều ngày ngày dạy bạn nghĩ tưởng lung tung đến nỗi thân tâm bạn bất an cho nên kinh điển tuy rằng rất nhiều nhưng bạn thì không có cách nào khế nhập tâm phải thanh tịnh thì mới có thể khế nhập kinh điển cho nên ngày xưa Tự viện am đường Đều xây dựng ở thâm sơn cùng cốc Không một bóng người Thậm chí là Chùa trên núi Và làng ở dưới chân núi Cũng không có qua lại Rất là có đạo lý Cư sĩ Hạnh Liên Cư Cũng thường nói Nghe nói dí như Có một người Bất luận là học pháp môn nào Chỉ cần một môn thâm nhập Buông bỏ dạng duyên Ba năm không nói chuyện Người đó nhất định sẽ khai ngộ Cái thân này Thật sự mà đạt được thanh tịnh thì có sự liên quan với bên ngoài rất lớn ngoại duyên ở hiện tại thật sự không tốt sáu căn của bạn tiếp xúc đều là sự mê hoặc nghiêm trọng bạn có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này hay không người xưa cưỡng không nổi thì người hiện tại càng không cần phải nói cho nên chân thật tu hành chân thật muốn khai ngộ xem ra vẫn là phải dùng cách cũ rồi lên núi sâu tìm một chỗ nào mà không ai biết đến đi đến nơi đó thăm sơn là để bế quan tình tu đoạn tuyệt với hết thảy thế duyên có lẽ như vậy mới có thể thành tựu tôi tin ở trung quốc đại lục trong các thâm sơn cùng cốc thực sự là có cao nhân những người này không có bước ra ngoài tuy rằng công phu tu hành thành tựu rồi họ cũng không bước ra vì sao vậy bước ra ngoài thì có lợi ích gì nói với bạn bạn cũng sẽ không tiếp nhận bạn sẽ không chịu tin ở tại chỗ này chúng ta xem thấy tự nhiên đức phong trừ khởi Phong là hiện tượng tự nhiên Cũng có đầy đủ Đức năng vốn có của tự tánh Suy chư la vọng Cập chúng bảo thụ Xuất vi diệu âm Cái sự việc này Là do a di đà Phật biến hóa mà ra đây là oai thần bổn nguyện của phật đang khởi tác dụng nói pháp cho mọi người nghe xuất vi nhiều âm diễn thuyết diễn là biểu diễn. Thuyết là diễn thuyết. Thuyết cổ không vô thường chư ba la mật. Chính là trong câu nói này đã đem tất cả ba đời chư Phật Ở thế giới Mười phương Ở trong Mười pháp giới Hiện thân thuyết pháp Độ chúng sanh Hết thảy đều bao gồm ở bên trong Khổ không vô thường là tiểu thừa Chứ ba la mật là đại thừa nếu dùng lời hiện nay mà nói, từ lớp mầm non đến tiến sĩ. Câu nói này không phải là có cái ý như vậy hay sao? Tất cả đều bao gồm ở trong. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã chú giải được khá là tường tận ở trong nguyện chú giải có thể đem làm tham khảo khổ không vô thường vô ngã đây là bốn tướng của khổ đế Ở trong Pháp tứ đế Chúng tôi vừa mới giảng phẩm Tứ Thánh Đế trong Kinh Hoa Nghiêm Tứ Thánh Đế Có tạng thông biệt duyên Tứ Thánh Đế bao hàm tất cả pháp kinh văn trong kinh hoa nghiêm nói là vô lượng tứ đế là cái mà bồ tát đại thừa học trong tứ đế mỗi một pháp đều bao gồm hết thảy pháp Phẩm Kinh này Là nói như lai thuyết pháp Bạn xem Ngày gì sao không nói gì khác Mà lại nói tứ đế Hầu hết Đều cho rằng tứ đế là tiểu thừa Không biết được tứ đế thông tất cả pháp Tứ đế bao hàm tất cả pháp khổ không vô thượng là từ trên quả mà nói đây là thế tôn chân thật trí huệ thiện xảo phương tiện thuyết pháp đối với chúng sanh mà nói từ trên quả thì họ dễ dàng hiểu cảm nhận ngay hiện tiền ấn tượng rất sâu sắc sau đó lại nói nhân với bạn cái khổ của bạn là từ đâu mà đến vậy thì bạn mới có thể nghe vào được sau đó tiến thêm một bước nói với bạn làm sao để có thể đem cái khổ này diệt trừ lìa khổ được vui Từng bước từng bước mà hướng dẫn bạn Giúp đỡ bạn Phá mê, khai ngộ Hồi quy về tự tánh Cho nên Phật Pháp đến mục tiêu cứu cánh Viên mãn bồ đề Quy vô sở đắc Đây là đến cứu cánh viên mãn chân thật bất hư hồi quy về tự tánh mà thôi chư phật như lai đã viên mãn quay về tự tánh pháp thân bồ tát tuy là quay về tự tánh nhưng chưa viên mãn chưa cứu cánh trên quả địa như lai thì cứu cánh viên mãn sau khi viên mãn thì cũng không nghỉ ngơi gọi là thừa nguyện tái lai giúp đỡ pháp giới hư không giới còn có rất nhiều rất nhiều những chúng sanh Đang mê hoặc điên đảo Chưa chịu quay đầu Đi giúp đỡ họ Đây là Sự nghiệp của Phật Bồ Tát Cho nên vì tất cả chúng sanh Làm ra các loại thị hiện Làm ra các loại diễn thuyết Diễn là biểu diễn Làm ra cho người khác xem diễn đặt ở phía trước diễn là làm được làm được rồi sau đó mới nói ra người nghe sẽ tin tưởng bản thân bạn không có làm được thì khi nói ra cũng thấy e ngại cũng ngập ngừng ấp úng vì sao vậy bản thân còn chần chừ do dự thì bạn làm sao có thể khiến người xin lòng tin cho nên phật đã dạy chúng ta trước tiên phải học làm cho được sau đó thì mới nói phật như vậy bồ tát cũng như vậy chư tổ sư đại đức thì cũng như vậy chỉ có người hiện nay là không như vậy người hiện nay chỉ học cho biết mà không sẵn lòng làm cho được đi hy vọng người khác làm được thì nguyên nhân của thất bại là ở chỗ này khổ không vô thường ba cái danh từ này hàm chứa ý nghĩa rất sâu sâu rộng vô tận vô ngã thì ngã ý nghĩa là chủ tể là ý nghĩa tự tại chúng sanh ở trong lục đạo vô ngã chúng sanh ở trong mười pháp giới cũng vô ngã trong pháp đại thừa phật thường hay nói thường là ngã tịnh bốn cái này là đức là tứ tình đức ở trong chân tâm tự tánh vốn có đầy đủ đây là tánh đức ở trong tánh đức có thường là ngã tịnh bạn hãy xem là, là chính là không khổ bạn giác ngộ rồi thì bạn sẽ có lạc bạn mê rồi thì bạn sẽ có khổ khổ cùng lạc là một không phải hai chỉ có giác cùng mê không đồng sự việc nó là như vậy thường ngược lại của thường là vô thường đã mê mất chân thường nên mới gọi là vô thường thường cùng vô thường là một không phải hai ngã cùng vô ngã cũng là một không phải hai khi mê thì ngã sẽ không có chấp trước cái thân này cho rằng thân là ta đây là sự sai lầm lớn nhất đây là sự sai lầm căn bản nhất phật pháp tu học bất luận là đại thừa hay tiểu thừa điều đầu tiên phá thân kiến nhập môn từ ngay chỗ này chân thật biết được cái thân này không phải là ta khẳng định thân không phải là ta thân không phải ta, vậy thân này là gì? Thân là cái của ta. Việc này nhất định phải biết. Cái của ta chính là thứ mà ta sở hữu. Giống như quần áo, quần áo không phải là ta, quần áo chỉ là cái mà ta sở hữu. Thân này không phải là ta, thân chỉ là thuộc về cái ta sở hữu mà thôi. Vậy thì cái gì là ta? hiện tại phương tây có không ít người đang nghiên cứu nửa thế kỷ nay đối với luân hồi chuyện thế họ đích thực là đã bỏ ra rất nhiều công sức đã dùng rất nhiều tinh lực chứng thực sau khi thân này chết đi thì linh vẫn tồn tại. người Trung Quốc thì gọi đó là linh hồn. hiện tại dịch thành tiếng nước ngoài thì cũng đã dịch nó thành linh hồn. linh hồn là bớt diệt. khi con người chết đi thì linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. thân thì có sanh diệt, linh hồn thì không có sanh diệt. vì vậy họ cho rằng linh chính là ta thân không phải ta linh là ta cách kiến giải này thì cao minh hơn so với người thông thường chúng ta một bậc cho nên những người này hiểu được chân tướng sự thật mục tiêu cuộc đời của họ liền đã chuyển biến bạn xem bạn không hiểu được cái chân tướng sự thật này cứ cho rằng thân này là mình Mục tiêu của cuộc đời là gì? Là tham muốn sự hưởng thụ của thân Tạo ra vô lượng vô biên Tội nghiệp Không cần nói gì khác Ăn uống Tham muốn việc ăn uống Ăn uống là cái gì hưởng thụ? Là đầu lưỡi hưởng thụ Cái lưỡi diện tích nó bao lớn? Người Trung Quốc thì nói là ba tấc Phía dưới của ba tất lưỡi thì không còn vị gì gì nữa Ngày ngày xem trọng sắc hương vị Đều là vì ba tất lưỡi Vì ba tất lưỡi mà tạo ra quá nhiều nghiệp tội Thật không đáng mà Người ngoại quốc đối với việc ăn uống Hay hơn người Trung Quốc trong văn hóa ẩm thực mà nói thì trung quốc là tiến bộ nhất nhưng mà tôi thì lại không thích bằng xem người trung quốc mỗi lần yến tiệc ăn cơm có đến mười mấy món những bữa tiệc bình thường đều có đến mười mấy món ăn còn người ngoại quốc tiệc tùng chính thức đều chỉ có ba món ăn thật là đơn giản sạch sẽ ở điểm này tôi cho rằng người trung quốc nên đi học hỏi người ngoại quốc không nên làm quá nhiều món bởi vì quá nhiều thì nhất định là sẽ không tốt cho sức khỏe ăn uống vẫn là càng đơn giản thì càng tốt cho sức khỏe người ngoại quốc thì xem trọng dinh dưỡng người trung quốc thì xem trọng vị ngon không xem trọng dinh dưỡng Nhưng mà Người Trung Quốc thời xưa Thì rất xem trọng dinh dưỡng Người Trung Quốc hiện tại thì không hiểu việc dinh dưỡng Người Trung Quốc hiện tại Chỉ chú trọng đến vị ngon Thật là hại người Cho nên mới sinh ra những chứng bệnh kỳ lạ Bệnh từ miệng vào Những việc này đều là do Coi thân thể này là ta nếu như hiểu được thân này không phải là ta Thì ta không cần phải bỏ ra nhiều thời gian Đến như vậy Nhiều công sức, nhiều tinh lực đến như vậy Để mà phục vụ cho thứ giả tạm này Vì này là sai Phải nên như thế nào? Phải nên đề cao linh tánh của chính mình Đây mới là chính xác Bồ Tát tu thành Phật như thế nào? chúng ta đều chưa có nghĩ qua vấn đề này. vì thế chúng ta tu hành không thành Phật được, không thành Bồ Tát được. Bồ Tát tu hành thành Phật không có gì khác ngoài việc đề cao linh tánh của mình lên. người ngoài quốc thì gọi là linh tánh, trong Phật pháp chúng ta thì gọi là tánh đức. Phật ở trên các kinh luận Ngàn kinh dạng luận Đã lặp lại vô số lần Vậy bảo chúng ta Xa rời phiền não Tập khí Ngày ngày đoạn phiền não Đoạn được một phẩm phiền não Thì tánh đức của chúng ta được nâng lên một tầng Mục đích của cuộc sống này không giống với những người thế gian Mục đích cuộc sống của người thế gian Hiện tại thì trong đầu luôn theo đuổi là Tài sắc danh thực thùy Mong cầu đều là ngũ dục lục trần Họ lấy cái này làm mục tiêu Cái này thì sai rồi Những thứ này Cho dù bạn có đạt được đi nữa Thì bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày Chết rồi chẳng mang theo mọi thứ không thể mang chỉ có nghiệp theo thân cho nên phải hiểu việc này là sai phật nói với chúng ta thứ không mang theo được thì ta phải buông xả chúng ta phải tu những thứ có thể mang theo được mang theo được là nghiệp không nên mang ác nghiệp mà phải mang thiện nghiệp đây là phật đối với hầu hết những người mà chưa được hiểu rõ lắm về phật pháp hầu hết là chiếm đại đa số cho dù là học phật học phật nhiều năm rồi mà vẫn là chấp trước danh danh lợi dưỡng vẫn là chấp trước tự tư tự lợi Phật mới có cách nói như vậy với những người này Chính là khuyên họ Mang nghiệp thiện Không nên mang nghiệp ác Bạn không ra khỏi sáu nẻo luân hồi Thì cũng không đọa ba đường ác Vì thì cuộc đời này của bạn Xem như cũng không tệ lắm Trong đời này được thân người Đời sau biến thành súc sanh Biến thành ngạ quỷ Vì thì bạn đã sai rồi Sai lầm lớn rồi Nhưng mà những người như vậy Lại rất nhiều Nếu như học Phật Công phu Đắc lực Phật sẽ khuyên bạn Mang theo tịnh nghiệp không nên mang theo nhiễm nghiệp nhiễm nghiệp nghĩa là gì sáu nẻo là nhiễm nghiệp hay nói cách khác bạn hãy khiến cho chính mình ngay trong một đời này có thể siêu dược sáu nẻo luân hồi thì cuộc đời này của bạn không uổng phí siêu dược sáu nẻo vượt trên sáu nẻo là pháp giới bốn thánh thông thường chúng ta gọi là tiểu thừa hoặc gọi là nhị thừa nhị thừa là thanh danh duyên giác trong đây đã bao gồm cả quyền giáo bồ tát chưa có kiến tánh do đây mà biết học phật mục đích chính là không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình đây mới là đúng nâng cao như thế nào muốn nâng cao thì tất phải biết buông bỏ bất thiện phải buông bỏ nhiễm ô thì phải buông bỏ ở trong tất cả kinh luận phật đã dạy chúng ta cần phải buông bỏ thì phải chăm chỉ cố gắng buông bỏ vậy bảo chúng ta cần phải học tập thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà học tập không phải sống đến già học đến già ở trong phật pháp là đời đời kiếp kiếp không ngừng học tập bồ tát từ sơ phát tâm mà cho đến tu hành thành phật thì thời gian thực sự là quá dài không phải một đời là được thành tựu mà đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp không ngừng nâng cao chính mình vậy thì đúng nhưng mà ở chỗ này vẫn còn một cái sự thật một cái sự thật vô cùng phiền phức Đó chính là sự lưu chuyển theo nghiệp Bạn có thể gìn giữ được trong đời này Trong đời này bạn giác ngộ rồi Học cũng khá lắm Đều là đang làm những việc nâng cao chính mình Nếu như bạn lại không thoát ra được Sáu nẻo luân hồi Bạn vẫn bị tiếp tục luân hồi Mà luân hồi thì sẽ đọa lạc Đến đời sau Thì bạn có còn nhớ nữa hay không Bạn có thể tiếp tục làm việc nữa hay không Nếu vậy thì việc phức lớn rồi Biết bao nhiêu người tu hành Rất tốt Có lúc thật sự là rất tốt Nhiều đời nhiều kiếp đều tu hành nói tiếp Thật không dễ dàng Đó là những người nào Là người thật làm Các vị dị đã xem qua từ bi tham mùi thủy xám thì các vị sẽ thấy ngộ đạt quốc sư ngộ đạt quốc sư ở trong một đời của ông việc tu hành của ông rất tốt được làm đến thầy của vua là quốc sư đó không phải là tu hành trong một đời một đời quyết định là không làm được mà đến mười đời mười đời không gián đoạn Như này thật quá giỏi ta mới hiểu được ông thật sự dụng công ông thật sự có quyết tâm thật sự có nghị lực ông không hề bị dụ hoặc có thể giữ gìn được suốt mười đời mười kiếp suốt mười đời đã không ngừng nâng cao chính mình nâng lên đến địa vị quốc sư Vì điểm này Chúng ta sau khi học xong Đều nên tỉ mỉ mà Quan sát mà suy nghĩ Sau đó bạn mới hiểu được Một cái đạo lý Thế suốt thế gian Pháp Tuyệt đối không phải là việc Một đời một kiếp Đều là sự tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp Như ngộ đạt quốc sư Thì thật chẳng dễ dàng Mười đời không mất thân người Mười đời đều là xuất gia Mười đời đều tu hành Đều không ngừng nâng cao Rất là hiếm có Đến khi làm được quốc sư rồi Thì lại phạm sai lầm Hoàng đế cúng dường một cái bảo tòa Bằng trầm hương Chúng ta thường gọi là ghế thái sư Trầm hương bảo tọa là được làm từ trầm hương trầm hương thì các vị đều biết nó vô cùng nổi tiếng quý hiếm. Chúng ta đốt một chút trầm hương, trầm hương hiện tại bán là tính bằng lượng, tính thành tiền. Nửa ký đại khái dùng tiền Singapore thì phải đến mấy chục ngàn đô la Singapore mới mua được nửa ký, vậy thì cái bảo tọa trầm hương đó thật quá đắt đỏ. Sau khi ông tiếp nhận liền sanh khởi cái tâm ngạo mạn nghiệp chướng hiện tiền thuận cảnh chính là sợ cái này tự cho rằng mình rất giỏi là thầy của hoàng đế người xuất gia trong thiên hạ không có ai có thể sánh bằng ông ăn trên ngồi trước cái ý niệm này vừa mới động thì thần hộ pháp đã bỏ đi mất thần hộ pháp vừa bỏ đi thì con da trái chủ liền bám vào thân bạn xem đáng sợ biết bao bị một nhọt hình mặt người chút nữa thì mất mạng nhờ có tôn giả ca nặc ca đã cứu ông thì bạn mới hiểu nhân quả thật đáng sợ biết được nhân quả đáng sợ thì bạn mới thật sự không dám tạo ác nghiệp không những không dám hại người mà động vật cũng không dám hại vì sao vậy vì oan oan tương báo tôi nghe nói tối hôm kia chúng tôi giảng kinh tệnh ở đây có một vị cư sĩ bị linh quỷ nhập vào thân đây là dịp mà trong đào tràng thường hay xảy ra đó đều là bản thân công phu chưa đắc lực nên quan gia trái chủ nhập thân có một số linh quỷ nhập thân họ cũng là đến để nghe kinh kỳ thực là họ không nhập vào thân thì cũng được Vẫn là người bị nhập vào thân đó Trong quá khứ Đã có những sự trở ngại đối với họ Nhìn thấy bạn thì họ ghét Liền gây phiền phức cho bạn Cho nên những linh quỷ đó cũng là phàm phu Tham sân si mạng chưa đoạn Nếu tham sân si mạng mà đoạn rồi Thật sự nghe kinh hiểu được rồi Thông suốt rồi Thì họ sẽ hậu trì đạo tràng họ tuyệt đối sẽ không có những hành vi này xuất hiện những sự việc này chúng ta hiểu được có người hỏi tôi gặp những việc này thì phải làm sao gặp những chuyện này thì phải khai thông cho họ phải khai đạo cho họ phải khuyên bảo họ thân người khó có được phật pháp khó được nghe nếu đã gặp phật pháp rồi phải nên tu học cho tốt Hy vọng ngay trong một đời này Có thể thoát ly được sáu cõi luân hồi Có thể giảng sanh tịnh độ Quỷ đạo niệm Phật giảng sanh tịnh độ Cũng tương đối nhiều Không phải không có Pháp môn tịnh tông Ở trong sáu cõi hết thảy đều có Thực tại mà nói là Đến cả địa ngục Phật cũng không bỏ Bạn xem Việc phóng diệm khẩu cúng cô hồn Trong hầu hết các chùa chiền Diệm khẩu có nghĩa là gì? Thì cũng giống như chúng ta Mỗi khi cuối năm Đều tổ chức buổi tiệc đêm hội thân thiết như vậy Đó chính là phóng diệm khẩu cúng cô hồn Là mời khách ăn cơm nhiệm khẩu là mời quỷ đến ăn cơm là mời họ đến làm khách mời họ đến ăn cơm là giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe đây chính là một phương thức siêu độ đây là một buổi học có ăn uống có thuyết pháp Cũng có tán tụng Việc tán tụng này chính là âm nhạc Ngày nay chúng ta gọi là giải trí Có giải trí lại có thuyết pháp Lại có cúng dường ăn uống Chính là những việc như vậy Pháp hội thủy lục thì quy mô lớn Phóng diệm khẩu thì quy mô nhỏ đây là Phật dạy bảo chúng ta Nên kết duyên với tất cả chúng sanh Cùng với tất cả chúng sanh Phải hiểu được Tứ nhiếp Pháp Nhiếp thọ hết thầy chúng sanh Khuyên bảo họ Giác ngộ quay đầu Cầu sanh tịnh độ Đây là giới quỷ còn với người Vì thì chúng ta làm buổi tiệc thân thiết Đây là đối với người Đều cùng một ý nghĩa Cho nên cũng có mời khách ăn cơm Có thuyết pháp Chúng ta mời các vị khách lên Kháng đài diễn giải Thì chính là thuyết pháp Nhưng mà chúng ta không có sự quy hoạch cho tốt bởi vì lên kháng đài giảng Có một số người nói không phải là Phật Pháp Nếu như diễn giảng hết tẩy đều là Phật Pháp mà nói Thì cũng sẽ không khác gì việc phóng diệm khẩu Cũng có biểu diễn múa hát Biểu diễn múa hát thì cũng là biểu diễn nội dung giáo học của Phật Pháp Biểu diễn những câu chuyện về nhân quả bao ứng Làm thành kịch ngắn Có thể sẽ phát huy Tác dụng giáo hóa rất sâu sắc Vào thời xưa ở đất nước Trung Hoa Giáo dục không phát triển Không có trường học Đều là tư thuộc tư thuộc Nhất định Cần phải có những người giàu có Mới có thể mời được thầy về dạy Mời thầy về nhà mình dạy cho các con em Thậm chí là cả con cháu trong họ hàng Bạn bè Đây là là một trường học nhỏ tư nhân Thông thường học trò Chừng hai ba mươi người Nhiều hơn ba mươi người thì rất ít mười mấy người là nhiều nhất đây là quy mô rất nhỏ trường học của nhà nước thì một huyện chỉ có một cái gọi là huyện học thật sự khi đó mà gọi là trường đại học đại học là quốc tự giám cả nước chỉ có một cái giáo dục không phát triển đất nước trung hoa rộng lớn như vậy nhiều người như vậy mà vì sao lại lương thiện như vậy vì sao mà lại hiểu lễ nghĩa đến như vậy hiểu được đạo lý đối nhân sự thế đạo lý là gì có một phương pháp giáo dục khác đó là gì là diễn kịch vì vậy người xưa ở trung quốc diễn kịch là giáo dục lễ tết ở địa phương nhất định mời đoàn kịch đến biểu diễn lễ tế tổ tiên bái thần trong các miếu thần có biểu diễn kịch đều là giáo dục cho nên hầu hết người ở thôn quê đều hiểu được luân lý đạo đức Đều là học từ những chỗ này Tuần Công Sơn Kinh kịch Kịch tuần địa phương Nội dung của nó Không gì ngoài Trung hiếu tiết nghĩa Trong tiết mục biểu diễn Đều là luân lý đạo đức Đều là giảng nói về Nhân quả báo ứng Thiện có thiện báo Ác có ác báo Một năm Đại khái có thể xem được Mười mấy vở kịch Họ đều học được là ở trong đó Vì vậy đã nhờ vào Cách giáo dục này Người lớn Xem hiểu Thì dạy cho trẻ con cho nên việc giải trí của người trung hoa xưa không phải thuần túy là giải trí mà là có ý nghĩa giáo dục ở trong đó ngụ ý giáo dục mà giải trí nó có ý nghĩa là như vậy người hiện tại đem những sự diễn xuất này gọi là thành biểu diễn văn nghệ tiêu chuẩn của việc biểu diễn văn nghệ từ xưa đến nay Chính là tư vô tà Mà khổng lão phu tử đã nói Ở trong luận ngữ Bất luận là kịch tuồng Múa hát, âm nhạc Đều lấy điều này làm tiêu chuẩn Là tư vô tà Hiện nay Người ta đã không cần tin vào Khổng lão phu tử nữa Cho nên Hiện tại là chỉ sợ tư tưởng của bạn không đủ tà bạn hãy xem tất cả truyền hình phim ảnh đều là đang dẫn dụ bạn hy vọng bạn ngày một tà hơn tà đến mức không thể tà hơn mà vẫn còn tà gì thì còn cách nào nữa chứ đây là nguồn gốc đồng loạn của xã hội chúng ta ngày nay trong cuộc sống gặp phải những khổ nạn lớn đến như vậy nhân của nó nằm ở đâu thì bạn nên phải biết cho nên nếu như chúng ta ở trong xã hội hiện nay Mà muốn trải qua cuộc sống bình lặng Sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Thì phải xa rời những sự dù hoặc này Chúng tuy rằng đang dụ hoặc Chúng ta thì không xem là được Cho nên ở trong nhà Hiện tại Trong nhà có trẻ nhỏ Bạn cũng không thể bảo chúng đừng xem tốt nhất là không nên xem truyền hình hiện tại thì vẫn còn có một số thứ tích cực những loại băng đĩa giáo dục phẩm chất rất tốt nên mở chiếu những thứ này ở nhà đây là điều tích cực đã qua sự kiểm duyệt của chính mình như vậy thì được hầu hết tiết mục truyền hình nhiều nhất là tin tức kỳ thực tin tức hiện nay đều không thể xem vẫn là không biết thì tốt hơn mỗi ngày thiên hạ đều thái bình mỗi ngày thiên hạ đều vô sự vẫn là sự lợi ích này báo chí không thể xem Tạp chí không nên xem Phát thanh truyền hình Hết thảy đều không nên xem Vì thế Những thứ giải trí trong gia đình chính mình Mới có thể chọn lựa Hiện nay thì Luân lý đạo đức tương đối ít Nhưng mà những thứ giới thiệu lịch sử Địa lý Những thứ về khoa học thường thức rất nhiều những thứ này thì bạn có thể xem cũng như trong hầu hết nhà sách đều có bán những loại băng đĩa này còn như phim bộ nhiều tập thì có thể chọn phim cổ trang của trung hoa cũng như tôi lần trước trong lần triển lãm sách đã xem thấy bộ tam quốc diễn nghĩa thậm chí như bộ tây du ký tôn chính hoàng đế đó đều là rất tốt đều rất có ý nghĩa giáo dục ở bên trong những thứ này ở nhà bạn đều có thể xem thay thế cho tiết mục truyền hình cái truyền hình này quyết định là có hại đó là thứ độc hại mầm độc hại ngày ngày xem nó thì từ từ sẽ nhiễm độc sẽ rất là phiền phức trúng độc này đến một mức độ nào đó sẽ không thể cứu chữa nổi tính nghiêm trọng của nó sẽ vô cùng đáng sợ cho nên đây là việc mà đồng tu học Phật cần phải nên lưu ý đến. Đây truyền hình Phật giáo thì hiện tại chúng ta xem được vẫn chỉ là có một đại cư sĩ Trần Thái Quỳnh ở Đài Loan đã làm ra đài truyền hình vệ tinh qua tạng chuyên mô phát sóng những tiết mục giảng kinh của chúng ta mỗi ngày 24 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ cái đài truyền hình này cũng không có quảng cáo cũng không có xen tạp những thứ khác hình như là mỗi ngày có năm tiết mục chính là năm bộ kinh cùng phát sóng thời gian phát sóng khác nhau bằng muốn nghe bộ kinh nào mỗi ngày vào thời gian cố định đều có thể nghe được nhưng mà ở Singapore thì bị hạn chế muốn nhận được sóng về tinh này thì phải lắp một cái anten ở đại lục thì gọi là anten chảo anten họ gọi là chảo chảo lớn chảo nhỏ vì hình dạng của nó trông như một cái chảo vậy Chính là phải lắp thêm một cái anten hình tròn như vậy Đây là sự hạn chế ở Singapore Không thể nào lắp đặt tùy tiện Ở đây lục cũng bị hạn chế Hôm kia tôi gặp một số đồng tu Indonesia mời tôi đi ăn cơm Ở bên đó người giảng kinh rất ít Tôi liền hỏi họ Bên Indonesia có bị hạn chế hay không? Họ nói không bị hạn chế không bị hạn chế gì thì quá tốt rồi Lắp một cái anten rồi định vị cho nó Định vị cho nó chính là nó sẽ không thể thu tín hiệu khác Tôi ở tại Úc Châu Chúng tôi đã lắp đặt hai cái anten lớn Tại tỉnh Tông Học Viện Đã gắn hai cái rất là lớn Định vị xong rồi Thì nó không nhận được tầng sóng khác Chỉ nhận được một tầng sóng này thôi Việc này chúng ta rất yên tâm Mở ra liền nghe giảng kinh tương lai chúng ta phải nghĩ đến có thể nào thêm vào một số tiết mục khác hay không nhưng mà ở bên ngoài mua những loại đĩa này dường như đều là có bản quyền có bản quyền vậy thì không có cách nào để lưu truyền được rồi chúng ta phải tự mình sản xuất ra cũng như lần trước mấy năm trước đã dựng phim Liễu Phạm Tứ Huấn Đây là các đồng tu Malaysia đã làm ra Làm ra tổng cộng hai đĩa Ở Đại Lục thì làm ra đến sáu đĩa Nội dung nhiều hơn một chút Thì những thứ này chúng ta đều có thể phát sóng Nghe nói hiện tại đang làm phim Du tình ý công gặp táo thần ký bộ này cũng rất hay tôi đã khuyến khích họ đem những loại luân lý đạo đức của trung quốc rồi dùng phương pháp chiếu nhiều tập để trình bày xem chúng ta tự sản xuất ra những thứ này hoàn toàn không bản quyền có thể quan nên mọi người ấn tống quan nên mọi người mô phỏng theo những việc này chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm những điều này đều thuộc về chư ba la mật ba la mật là tiếng phạn dịch ra thành ý nghĩa là cứu cánh viên mãn ý nghĩa chính là như vậy nếu như dịch ra từ trên văn tự thì ý nghĩa của nó là đáo bỉ ngạn Đáo bỉ ngạn chính là tục ngữ của chúng ta nói là Tới nơi tới chốn Nghĩa là công phu đã đạt tới nơi tới chốn Ba la mật Chính là công phu đã tới nơi Nó có thể ứng dụng Ở trên tất cả các pháp Cũng như bạn xào rau Thì công phu xào rau của bạn đã hoàn mỹ rồi Hàng số một rồi đó thì gọi là ba la mật, vẽ tranh, vẽ tranh công phu hoàn mỹ rồi, đây cũng là ba la mật. Cái ba la mật này chính là hạng số một, chính là cái ý nghĩa này. Viết chữ khi viết thư pháp được hay thì đó cũng là công phu hoàn mỹ. Cho nên ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian cái nào mà bạn có được năng lực đặc thù thì đều gọi là ba la mật cho nên ở phía trước chữ ba la mật có thêm chữ chư vào chúng ta ngày nay phải giúp đỡ chính mình phải giúp đỡ người khác phải cho họ sự giáo dục của thánh hiền trẻ nhỏ có thể nghe kinh có thể niệm phật vậy thì thiện căn sẽ vô cùng sâu về Đứa trẻ này phải chăm sóc cho tốt Vì sao vậy? Vì có thể sẽ là người cứu vãn thế giới trong tương lai Đây là thật chứ không phải là giả Chúng ta dùng toàn tâm toàn lực bảo hộ nó Chăm sóc nó, bồi dưỡng cho nó Thiện căn rất khó có được Không dễ chút nào Ở đại lục gần đây Cũng đã phát hiện ra Không ít trẻ nhỏ Tôi xem thấy Thư của các đứa trẻ Là thư viết bởi đứa trẻ lớp 1 Nó học đề tử quy Viết cho thầy của nó là một bức thư Cảm ơn thầy mình Nói rằng trước giờ ở nhà Không biết hiếu thảo cha mẹ không biết tôn kính bậc trưởng bối Hiện giờ học rồi mới hiểu chuyện Mới biết được hiếm có là những lời này Do học trò lớp 1 viết ra Rất khiến cho người khác cảm động Từ đó cho thấy Thiền căn Không phải không có Không phải không nhiều mà là không có người khởi phát nếu như lơ là chúng ta không để ý để mà dẫn dắt chúng cho tốt thì chúng sẽ bị xã hội làm ô nhiễm vậy thì thật là đáng tiếc vậy thì bản thân chúng ta đã không tận hết trách nhiệm không thể trách con cái bất hiếu vì bạn đã không dạy chúng cho tốt đã không dưỡng dục chúng cho tốt nếu dạy cho tốt thì tôi tin tưởng quả thật là sẽ có rất nhiều nhân tài ngày hôm qua hay là hôm kia tôi nghe đồng tu bên này nói với tôi lý luận quan niệm về giáo dục của singapore cần phải thay đổi phương hướng đây là một tin tốt lành họ nói trong quá khứ sự giáo dục của singapore đều xem trọng vào năng lực kỹ thuật học trò đi học đều xem trọng điểm số ra sức học tập biết đọc sách mà không biết làm người hiện tại thì thay đổi phương hướng phải lấy mục tiêu làm người là số một điểm số không được xem trọng nữa đây là sự cải cách tốt sự cải cách này thật vô cùng khó có được đích thật là bởi vì hiện tại những nhà khoa học họ không phải không thông minh Thật sự rất thông minh Nhưng không biết làm người Những thứ về khoa học Thì họ rất giỏi Cần những thứ về thế sự nhân sinh Thì họ không biết gì Đây là việc khiến chúng ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc mối quan hệ giữa con người với nhau vì vậy mà vĩnh viễn không xử lý tốt được vợ chồng bất hòa thường thường ly hôn đây là một hiện tượng rất bất thường chính là nói họ không hiểu chuyện họ tuy rằng học đến thạc sĩ tiến sĩ về sự nghiệp thì cũng giỏi lắm nhưng mà ở nhà không ra một gia đình xử sự, sự đối người tiếp nhận họ không biết gì giữa con người với nhau không có tình người không có ân nghĩa không hiểu được thế nào là hiếu dưỡng thế nào là tôn kính họ đều không hiểu cho nên đây là sự thất bại tuyệt để của việc giáo dục đạo đức nhân dân Chính phủ Singapore có thể ý thức được đến chỗ này Có thể xem như là tài đức sáng suốt của các lãnh đạo Điều này rất đáng được tán thán.